Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 8 phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Kính thưa quý vị, khi trực diện với thực tế xót xa, phần thưởng 21 năm tù của người lính biệt kích là gia đình bị đói từng bữa, là con cái phải đi ở đợ và 7 người con hoàn toàn thất học. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc sống của người tù Nguyễn Hữu Luyện sau khi được tha và ánh sáng ở cuối đường hầm. Khi mà ông về như vậy thì họ có còn quản chế gì mình không, có công an đến nhà tìm, hay là trong cái thời gian mình về họ cho mình ngay lập tức biến thành cuộc sống bình thường, hay là như thế nào? Khi tôi về thì là nhà tôi với các cháu đang sống ở một cái nhà lá ở ngoại ô Cần Thơ. Thì tôi về đến đó thì nó có một cái tổ chức, cái nó không hiểu, nó có tổ quyền này, thì họ có đến đọc báo tin cho vợ tôi biết. Và khi tôi về thì họ đến thăm, họ báo cho tôi biết là bây giờ anh về thì chính quyền cũng mở đường cho nó, nói cái như vậy nhưng mà nên thận trọng với các cái đại khái chúng nó nói là như vậy, thì tôi cũng ừ cho qua đi thôi. Nghĩa là mình về rồi thì địa phương nó có biết và nó có được giao phó cái chuyện theo dõi xem như thế nào. Và khi tôi về thì gia đình rất là khổ, gạo ăn lo từng bữa, vì mấy đứa con của tôi nó lớn lên rồi nhưng chúng nó không có được đi học. Như Kim nó đây hôm nay bây giờ nó đang đi đón cháu nè, 18 tuổi mà phải đi ở đợi cho một cái xe nước mía, ông thì đấy ông thấy nó như thế nào rồi. Nhà tôi thì chúng nó đi lấy xin bã mía về luộc khoai, rồi ôm ra cầu, đi ra bến Ninh Kiều ngồi bán khoai luộc. Nhà tôi thì không có biết làm ăn gì cả vì gia đình khá giả, thì khi đến lấy chồng thì sống với chồng ở nhà, sống với bố mẹ, cho đến ngày tôi đi tôi chết thì nhà tôi còn cái nhà bán đi, dựng nhà quanh quẩn với tiền, trong không nhà tôi không có làm ăn ở bên ngoài được, không có khả năng thì đúng hơn là không có làm, đến bây giờ cũng vẫn thế thôi. Anh về cả hai lĩnh vực vật chất với tinh thần nó bị suy sụp ghê gớm trong cái thời, trong những ngày về của tôi. Cố đắp điếm, có một thời gian là tôi xin đi làm, tôi ở Cần Thơ, hồi đó nhà tôi gần một cái chợ, thế thì tôi có nói với lại cái ông chủ tịch cái hội đồng của cái xã đấy là thôi giờ quý vị giúp tôi với chân quét chợ đi để có ít tiền đông gạo. Thế rồi lên đến công an nó từ chối, nó không cho đi cái xin đi quét chợ, nó không cho. Nhưng nên mãi tôi phải ở từ năm 87, tháng 12, tháng 7 gọi là 88 đi, cho đến năm 93 tôi mới sang bên này. Những giai đoạn ở nhà thì cái cơ cực không thể nào tưởng tượng được. Cái trong có một cái nồi đựng gạo ấy, thấy nó vơi đi là lo rồi, thì chắc trẻ con nó đi nó đọc đống tiền từng tiền nó mua, nó đổ vào đấy cho đầy. Cơm ăn thì ra vườn có nhặt rau lá cây gì về luộc chấm muối, đại khái nó như thế. Thế thì cái ông có bao giờ nghĩ đến chuyện là ông từ lúc đó ông sang Mỹ không, hay là làm cách nào mà để mình nghĩ tới chuyện đi Mỹ, với ai là người tiếp xúc với ông để mà ông bắt đầu cái chương trình đi Mỹ này? Ồ, cái chương trình đi Mỹ thì tôi nghe họ đồn nhiều lắm, hồi con dân cũng đồn về, tôi cũng đồn về trong nhà tù nữa, thành nhà tôi biết. Và lúc tôi về thì tôi cũng thật sự là rất trông mong cái việc đó, và tôi cũng không ngờ là nó tới. Khi nó tới thì tôi được sang bên này trước với nhà tôi, rồi sau tôi bảo lãnh được cả bảy người con đi sang bên này. Thì thời gian mà ông sang bên đây tức là một xã hội mới, một khung cảnh mới. 93, vâng. Sang từ bên Boston. Vâng. Tôi sang bên này thì tôi đi học, tôi vào đại học, đại học tôi có một cái master's degree về sociology. Rồi sau đó tôi đi làm, thì tôi được làm counselor cho một cái high school, thì trong đấy tôi tích kế tất cả những học sinh Việt Nam mà về kinh lý sổ còn yếu. Thì tôi ngoài giờ học ra tôi dạy những cái sinh viên Việt Nam họ sang bên này học. Tôi làm một thời gian cho đến khi tôi về bên này. Thì tôi làm counselor một cái high school như đấy, thì đời sống khá giả, có tiền bạc đàng hoàng. Tôi mới về bên này là tôi đón mấy người con sang bên này, tôi về bên này này. Cái khí hậu bên Boston nó lạnh lắm. Thành ra tôi sợ các trẻ con nó chịu không được. Thành ra khi chúng nó sắp sửa được sang bên này rồi thì tôi về bên này ở, thì tôi đón chúng nó sang.
Thế về bên này là không có việc gì làm cả, thì tôi ăn trợ cấp. Cái một trong những cái việc làm của ông mà nó hơi khác tất cả những người khác ở vào lứa tuổi đó là thường thường người ta sẽ kiếm những cái nghề nghiệp, những cái gì khác, thì tại sao ông lại quay lại để mà đi học ạ? À, tôi sang bên này thì cái xã hội này đi học là cái con đường tiến thân của mình. Tất cả mọi người muốn biết là mình muốn có một cuộc sống khá hơn thì phải đến trường thôi. Tôi trong 4 năm tôi đã lấy được cái bachelor degree và tôi còn đọc hết cái chương trình graduate về cái chương trình American Study, tôi đọc hết. Nhưng mà khi mà tôi sắp sửa thi để lấy cái degree của cái chương trình thì tôi mắc vào một cái vụ kiện, thành ra họ không cấp bằng. Tôi đã dự được nhận được giấy báo là đến dự ngày lễ ra trường, họ không cho dự lễ ra trường và cũng vì tôi kiện cái trường ở đại học đó, tôi kiện một vụ kiện lớn lắm, thành ra cái master degree của tôi không có. Nhưng mà tôi học hết cái chương trình đó rồi. Ông biết về cái con đường tiến thân của mình, thay vì vác cuốc ra đồng thì tôi vùi vào rách đờ thì mình làm. Thành ra trong khi những người khác thì không gian khó khăn thì tôi đi làm cao sư lương, cái lương nó cũng khá và cái vị trí nó cũng tốt nhờ 4 năm tôi miệt mài học. Ông có tạm gọi là vừa lòng đối với lại cuộc sống khi mà ông qua Mỹ, ông có nhìn thấy cái tự do, những cái tranh đấu, những cái khát khao, những cái gì nó khác với lại Việt Nam Cộng Hòa mình lúc trước không ạ? Khi tôi đi sang Mỹ thì việc đầu tiên là được Bộ Quốc phòng họ cấp cho một cái giấy, một cái bằng khen, rồi sau đó họ cho một mấy chục ngàn. Thì còn ngoài ra thì không có một cái gì khác hơn, không có một ưu đãi nào khác hơn, mình phải tự làm, lo liệu lấy cái cuộc đời của mình. Để tất cả những giấy tờ tôi còn giữ. Khi mà sang đây thì Bộ Quốc phòng họ cũng gửi cho một cái thư, họ cũng nói là cảm về mình đấy, như thế rồi sắp tới thì chính phủ sẽ có những cái đền bù đại khái như thế. Cái giấy tôi hãy còn giữ. Đi học như vậy và sắp sửa ra trường rồi thì tại sao ông lại muốn phải dính vào một, tức là nói là cả cuộc đời mình sóng gió như vậy, đến lúc mình có sắp sửa ăn bằng cuối cùng thì tại sao ông lại dính vào một cái vụ kiện để mà nó rắc rối rồi lôi thôi? Cái này thì nói là nó một cái sự phẫn uất. Trong ở hải ngoại này rất nhiều nhà văn, rất nhiều trí thức, mà cái trường đại học đó nó có một cái trung tâm nghiên cứu về văn hóa xã hội, nó gọi là cái William Joyner Center, lại là do một anh nó cực kỳ thiên tài, nó làm giám đốc, thì nó muốn mở một cái chương trình nghiên cứu về cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thì nó mời ba nhà văn lỗi lạc mà bây giờ tôi quên chúng nó rồi, ba nhà văn đến bây giờ chúng nó vẫn còn nổi tiếng như này, sang đây để viết về cộng đồng người Việt tị nạn, lại do một cái thằng Việt gian nó đang được ở cái trường đại học là một trường nó thiên tài, cực kỳ thiên tài. Có một anh tôi còn nhớ tên là Nguyễn Bách Trung, nó cũng là một sinh viên trước, nó cũng của mình, nó cũng là từ hồi nó còn là sinh viên rồi nó được vào cái trường đại học ấy, nó với tư cách là để nó liên lạc với những cộng đồng người Việt, thì nó kéo những cái bè phái chúng nó sang, rồi nó đưa cái bọn này về Việt Nam, rồi sang nó mời cái bọn mấy nhà văn tôi quên tên chúng nó, những nhà văn nổi tiếng lắm của Việt Nam đấy sang để viết. Thì tôi mới không biết làm thế nào được, tôi có vào tôi gặp William Jones, tôi hỏi nó là tại làm sao, vì về hải ngoại rất nhiều nhân vật có tài, ông không mời lại mời cái người Việt cộng nó về sang đấy muốn viết, vì cái người chống cộng đi phải chạy ra nước ngoài, đó là việc của chúng nó làm thì nó cứ việc làm. Tôi làm, tôi cố được ngay cản ngăn nó không được thì tôi mới phát động cái vụ kiện lớn lắm và được gây quỹ cũng được nhiều tiền, cái vụ kiện tốn tiền lắm nhưng mà kết quả rồi mình cũng thua. Cái luật pháp của nước Mỹ này nó cũng không có đáng tin cậy lắm đâu, nó đổ sộ, nhưng mà sự thật nhất là về vấn đề chính trị. Ông có nhìn lại cái vụ án bây giờ, ông có nghĩ là mình làm cái gì sai để mình có thể thắng trong cái vụ đó, hay là tại sao mình thua cái vụ đó, hay là mình hoàn toàn cái đó là ngoài tầm với của mình? Có một cái là bây giờ mới nói ra là tôi làm cái vụ kiện đó là tôi cắt đứt cái tương lai của tôi, mà tôi chấp nhận cái đó thì thật sao tôi cũng đâu có đi làm được nữa. Nhà về bên này tôi loanh quanh đi kiếm ăn tiền trợ cấp SSI, tôi đi làm giờ mình xin những cái việc nó tương xứng với cái khả năng của mình thì không được nữa, rồi không ai mướn. Và bây giờ không biết làm thế nào hơn nữa, thành ra thôi tôi bảo thôi tôi yếu quá, tôi đi xin tiền trợ cấp sống này. Khi xã hội cái tiểu bang Massachusetts là cái tiểu bang cực kỳ thiên tài, cái Liên Việt Cộng nó là hoạt động rất mạnh ở trong các trường đại học,
Tôi bảo trong đại học thì tôi cũng là cái gai mắt của chúng nó, nhưng mà tôi làm được cái vụ kiện này để ít nhất là chúng nó biết là người hải ngoại cũng có một cái lập trường vững chắc và cũng đã nhìn thấy chúng nó như thế nào rồi, chứ không thể để cho chúng nó sang đây chúng nó viết về người. Nếu không có thì cái chương trình nghiên cứu về người Việt hải ngoại là do bọn Việt Cộng viết. Rồi cái chương trình xong nó cũng vỡ. Cái chương trình mà định viết về cộng đồng người Việt do Việt Cộng sang viết thì chưa xong, nó sau cái vụ kiện là nó cũng bỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.